Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến, hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, cha Bi-ô Ngô Phúc Hậu, những ngày đầu tiên khi được sai đến vùng đất Cà Mau, ngài đã ghi lại những kỷ niệm đầu đời linh mục phục vụ tại vùng đất xa xôi này như thế này. Khi ngài đến một họ đạo vùng sâu thì chuyện thứ nhất đó là chuyện xích mích giữa những cô giáo mầm non. Hàng ngày hàng đống chuyện xích mích cứ diễn ra và ngài rất đau lòng. Rồi chuyện thứ hai là có một người giáo dân già mới vô đạo thôi, nhưng bà cảm thấy rất khó chịu khi mà ông thầy giúp cứ tối ngày lai rai với mấy ông bạn nhậu. Và bà cũng đã mét với cha sở: thưa cha coi lại ông thầy đó, bởi vì ông hay nhậu nhẹt. Cha sở thì cha sở cứ cười. Và thêm một chuyện nữa, đó là câu chuyện của chính cha sở. Thiếu tiện nghi, thiếu điều kiện phục vụ nơi vùng đất nghèo, ngài cảm thấy buồn. Rồi giáo dân ở đó nguội lạnh với sứ mạng của một linh mục truyền giáo. Cha cầu nguyện rất nhiều. Đó là những tâm tình cha ghi lại ở trong quyển nhật ký truyền giáo mà kịp chia sẻ với ông bà anh chị em sáng hôm nay. Ông bà anh chị em thân mến, tin mừng Thánh Mát-thêu mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu muốn đưa ra mẫu người tông đồ mà ngài mong ước. Đó là một người tông đồ thanh thoát, dũ bỏ đi tất cả những gì không cần thiết, bởi vì chính Chúa là tất cả cho người ngôn sứ, người tông đồ của Chúa Kitô. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, Giuse trong Cựu Ước đã mang trái tim của Chúa, là một con người của Chúa, cho nên chắc chắn ông phải giống Chúa. Câu chuyện rất hay về ngôn sứ Giuse ở trong Cựu Ước như vậy, để cứu sống anh em của mình bằng tình thương, lòng tha thứ và lòng quảng đại. Đúng là mang trái tim của Chúa
đi vào cuộc đời và sống giữa cuộc đời. Năm 1937, Đức Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã có các nhà truyền giáo, mặc dù ông không phải là một người Công giáo. Ông nói rằng đời sống của những nhà truyền giáo, đời sống của các ngài giống như những đóa hoa hồng, không cần ngôn ngữ, mà chỉ đơn sơ để cho hương thơm được tỏa lan. Và dù cho những người mù không thể nhìn thấy được cánh hoa hồng như thế nào, nhưng họ vẫn nhận ra và ngửi được mùi thơm của nó. Và cũng hãy để cho những người được lắng nghe những lời rao giảng của các nhà truyền giáo, hay những lời khuyên nhủ của các ngôn sứ, được trở nên cao cả. Và đối với tôi, như Mahatma Gandhi đã nói với ông, thì điều quan trọng nhất hay là điều cao cả nhất, đó chính là đời sống của người Kitô hữu, để cho đời sống họ tỏa hương thơm, chứ không cần những lời chú giải về đời sống. Bởi đó, sáng hôm nay chúng ta lắng nghe lời kêu gọi của Chúa, là tông đồ của Chúa, hãy nên giống Chúa và hãy trở nên mọi sự cho mọi người, giống như Thánh Phaolô đã từng nói với những đồ đệ của Ngài. Và có như vậy, đời sống của chúng ta sẽ gặp được bình an, sẽ có được niềm vui, niềm hạnh phúc trong đời phục vụ, trong đời Kitô hữu của mình. Ngày 6 tháng 7 vừa rồi, cách đây 2 hôm, trên trang web Tổng giáo phận Sài Gòn đã nêu danh tánh của một cha chính xứ, một giáo xứ ở trong Tổng giáo phận. Ngài đã dám khoác trên mình bộ áo phòng dịch, nóng nảy để đi đến nơi cách ly, an ủi giáo dân theo sự cho phép và bàn hỏi với các cấp chính quyền. Và Ngài đã chia sẻ những đồng tiền, những hạt gạo thực sự để nâng đỡ tinh thần những người trong hoàn cảnh khó khăn chống chọi dịch bệnh như vậy. Và còn thêm nữa, khi Ngài đến giáo dân thì Ngài bảo giáo dân hãy ở trong nhà, Ngài đứng ở ngoài sân để ban phép lành cho họ. Và giáo dân cảm thấy được ấm lòng. Và khi Ngài ra đi thì Ngài kịp dặn lại, có gì gọi cho các ông trùm hay là gọi cho chính tôi để tôi đến, tôi cứu giúp anh chị em. Quả thực đúng là một người mục tử như Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta, là linh mục, là tu nam hay nữ tu, hay là Kitô hữu giáo dân, cũng nên lắng nghe tiếng gọi của Chúa và những lời nhắc nhở của Chúa, để mang tâm tư, mang trái tim của Chúa vào trong đời sống phục vụ, đời sống tông đồ, đời sống hiến dâng của tất cả chúng ta.